Cùng với thông tin về việc Đà Lạt được điều chỉnh quy hoạch phát triển trở thành đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2020, nhiều dự án hạ tầng của đô thị tại phố Núi cũng đang được phát triển mạnh mẽ gần đây, đặc biệt tại thành phố Bảo Lộc, nơi được xác định sẽ trở thành thủ phủ mới của Lâm Đồng trong tương lai. Theo quy hoạch điều chỉnh, Đà Lạt được xây dựng thành đô thị hiện đại, đủ điều kiện để trở thành đô thị loại 1 trực thuộc trung ương vào năm 2030, tầm nhìn năm 2050 cũng từ điều chỉnh này hiện thành phố bảo lộc thành phố thứ hai của tỉnh lâm đồng cũng được mở rộng không gian đô thị và trở thành trung tâm của tỉnh lâm đồng trong tương lai sau khi đà lạt trở thành thành phố trực thuộc trung ương bên cạnh hệ thống hạ tầng hiện bảo lộc cũng đang có nhiều dự án đô thị mới được quy hoạch bài bản với tầm nhìn dài hạn đang được phát triển mạnh trong đó có dự án Bảo Lộc Capital với tổng quy mô 20 hecta nằm ngay trung tâm thành phố. Đây là dự án do công ty Gia Phát đầu tư, có quy mô khu dân cư thấp, tầng quy mô lớn và tập trung nhiều tiện ích hiện đại nhất tại thành phố Bảo Lộc từ trước đến nay. Cách bưu điện và trung tâm thương mại Vincom 1,5 km, bến xe Đức Long chỉ 300 m, kết nối với chợ Bảo Lộc, bệnh viện tỉnh Lâm Đồng 2 trong vòng 10 phút. Giao thông từ sân bay quốc tế Liên Khương về Bảo Lộc Capital chỉ mất 40 phút. Dự kiến đây sẽ là khu dân cư hiện đại và sẽ được phát triển đồng bộ đầu tiên tại Bảo Lộc với nét đặc trưng các dãy nhà phố và biệt thự ven sông màu trắng, hồ cảnh quan 2 hecta hiện cơ bản hoàn tất 80% công tác xây dựng hạ tầng, đường giao thông, hồ cảnh quan, hệ thống điện nước, công viên cây xanh đã hoàn thiện. Dự kiến hoàn tất các hạng mục cơ bản trong tháng 4 này. Giá bán đất tại dự án này được công bố là 5 triệu mét vuông. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, hệ thống hạ tầng liên vùng kết nối Đà Lạt, Bảo Lộc Lâm Đồng đang được đầu tư mạnh những năm gần đây, gồm cải tạo quốc lộ 20, xây đường cao tốc dầu dây Liên Khương với ba đoạn dầu dây Tân Phú, Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, tuyến tránh quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt, đường quốc lộ 55 và 28B, đường quốc lộ 27C. Việc nâng cấp lại các tuyến đường quốc lộ mới này là cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng.